cái tin mà ok, hàng năm chờ mình nói chuyện, mình nói cái này xong rồi mình Chào bạn, chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Và bạn đang có uống cà hỏi phê gì hả? thì đang uống cà phê. Thì cái tin mà New York Times nó đưa ra rất là hot, nói chung là tất cả các báo đài TV đồ nó đều đưa lên hết, thì nhưng mà không thấy luật sư Hoàng Duy Hùng đưa lên, tại vì mình có cái cảm giác như là luật sư Hoàng Duy Hùng là một, thì luật sư Hoàng Duy Hùng cũng muốn là cái kiểu như là cũng muốn hướng cái dư luận của cái fans của luật sư Hoàng Duy Hùng là ngã theo cái Đảng Cộng Hòa, ủng hộ ông Trump. Nhưng mà cái tin mà The New York Times đưa lên á, thì nó, cái tin đó nó bất lợi cho ông Trump, thì cho nên không thấy luật sư Hoàng Duy Hùng đưa. Như lại thêm một cái tin nữa là những người mà ở bên ở dưới Trung Mỹ như là Honduras, El Salvador, người ta muốn vượt biên qua Mỹ bằng biên giới của Mexico, thì khi mà ta vượt biên qua Mỹ thì người ta có mang theo con cái, thì bị biên phòng Border Guards của Mỹ bắt lại, thì người ta mới tách ra, ta mới nhốt riêng cha mẹ với lại những đứa trẻ đó. Thì những người cha mẹ đó thì được trục xuất ra khỏi Mỹ, nhưng mà những đứa trẻ 500 đứa trẻ đó bây giờ không biết cha mẹ ở đâu, nên là những đứa trẻ đó đã bị thất lạc cha mẹ. Đó cũng là một cái tin rất hot, tin mà cũng được dư luận Mỹ quan tâm như rất là nhiều, nhưng mà không thấy luật sư Hoàng Duy Hùng đưa lên cái kênh. Thì nói chung là những người ở Mỹ thì có người thích đảng Cộng Hòa, có người thích đảng Dân Chủ, nhưng mà đó là chuyện của Mỹ. Mình phải nói là mình phản đối những người mà ở Mỹ nhưng mà muốn hướng cái dư luận của ở Việt Nam là ngã theo bên này, ngã theo bên kia. Thì người Việt Nam thì chỉ quan tâm tới cái quyền và cái lợi ích của đất nước Việt Nam thôi. Còn cái đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, mà nếu mà người ta muốn có quan hệ tốt với nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam, thì nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam có quan hệ tốt với cái đảng đó thôi. Không cần mấy ông ở bên đây mà phải mà hướng dư luận, hoặc là lèo lái dư luận, hoặc định hướng dư luận. Mấy ông đừng có làm chuyện tào lao. Ok, Hà Nam nói đi, Hà Nam. Nhưng mà mình cũng không muốn tham gia vào cái vấn đề bên Mỹ, chuyện bên Mỹ mà bên Mỹ nó lo Hà cái Nam vấn đề nói lớn lớn chút xíu. Bạn nói lớn lớn ok chút lớn chưa được chưa À, thì được được. muốn nói với bạn như này thì ở Việt Nam á, người ta không có quen nhìn nhìn cái đảng này đảng kia đấu đá nhau, người ta chỉ cần nhìn là cái đảng đó làm được gì cho người dân hôm nay và cái đất nước Việt Nam hơn ngày hôm nay như thế nào thì cái đảng đó sẽ tồn tại. Còn Thì đúng rồi. Việt Nam thì chỉ có một đảng thôi, và cái việc làm của cái đảng đó duy nhất là chỉ có tập trung vào vấn đề là nâng cao đời sống người dân và phát triển đất nước, chứ không có phải là lo lắng những vấn đề là tranh giành quyền lực hay là lôi kéo người này lôi kéo người kia để chia rẽ cái dân tộc Việt Nam ra. Tại Bác Hồ cũng có nói là Việt Nam là một, mà đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, cho nên không ai có quyền có thể tách rời Việt Nam hoặc là chia đôi Việt Nam ra cả. Còn những cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn mà dân chủ cùi hoặc là một bao que chống cộng cực ngu đó là quan nó chủ yếu là nó muốn chia rẽ ra thôi, bạn hiểu không? Nó muốn chia rẽ cái Việt Nam mình để là nó, như bạn cũng đã thấy trên phố Bosa đó, để mà bọn nó có thể cắn xé lẫn nhau. Chúng ta là một đồng bào, là một một dân tộc, mà tại sao chúng ta lại vì ông này vì ông kia mà chúng ta lại đấu đá rồi cắn xé, rồi có người còn ủi cả xe ô tô vào 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 người Việt ở hải ngoại. Nhìn những cái cảnh tượng rất là đau xót mà. Cho nên cái quan trọng là cái bạn nói đi, Bạn bạn nói nói đi. Mình thấy cái đó cũng là một điều may mắn cho đất nước mình, dạ phải không? đúng Một rồi cái những cái con người đó qua bên đây
Rồi vì một cái ủng hộ cho bên này, ủng hộ cho đảng này, ủng hộ cho đảng kia, rồi chia rẽ ra, rồi đánh nhau, rồi chửi bới nhau, rồi nói chung là cấu xé nhau. Đó cũng là một điều đó cái nước Việt Nam mình, tại vì chúng nó tại vì chúng nó sống ở Mỹ mà nó không có đồng kết như vậy, đúng không? Đúng rồi. Cái lúc đầu á, chúng nó kêu đa đảng á, có nghĩa là chúng nó kêu là ở cái xứ văn minh này, cái xứ văn hóa nhân văn này là có quyền đa đảng, tự do ngôn luận này kia đó. Cuối cùng là những cái việc làm của bọn chúng chứng minh lại ngược lại những cái điều bọn chúng nói. Bọn chúng có thể là bọn chúng qua bên Mỹ phải không? Cũng có người qua 40 mấy năm. Có thể là mới qua, nhưng những cái nhân văn mà chúng nói ra rã tuyên truyền về Việt Nam là những cái lời nói xạo. Chính bọn chúng đã không được những cái văn hóa, cái nhân văn ở đó để chúng nó tuyên truyền về Việt Nam. Đúng không? Chính chúng nó cũng sống một cái xứ tự do, xứ đa đảng, nhưng chính chúng nó đã chứng minh rằng cái văn hóa của chúng nó, cái văn hóa tranh giành quyền lực, cái văn hóa có thể cắn xé lẫn nhau vì cái lợi ích cá nhân, vì cái tham vọng của mình, chúng nó có thể giết đồng bào của mình. Tới bây giờ 45 năm qua chúng nó vẫn còn đang có những cái bản chất đó, vẫn còn tồn tại trong người chúng nó, chứng minh rằng cái bản chất nó không bao giờ nó mất đi. Cho dù ngày trước ở Việt Nam nó có thể giết đồng bào mình để mà nó hưởng trợ cấp của Mỹ, thì bây giờ nó có qua Mỹ thì cái bản chất nó có thể giết những người cùng chống cộng với nó để nó giành ông này ông kia, để làm gì? Để nó thỏa mãn cái nguyện vọng cá nhân của chúng nó thôi, chứ không có vì một cái dân tộc nào cả. Cái tôi đúng rồi. Bạn nói rồi. Thì đó, thấy mình thấy cái cách mà nó, lúc nào mỗi lần nó lên trên mạng xã hội nhân văn rồi văn minh rồi kiểu như là thượng đẳng, nhưng mà cái cách mà khi mà mình nhìn vô trong cái cộng đồng mình thấy nó nát như tương, cái cách mà hành xử nó tệ hơn là phải nói là những cái mình gọi là trẻ trâu, mà toàn là những cái người mà 60-70 tuổi 80 tuổi cũng có, rồi chửi bới, rồi hò hét, rồi kêu gọi mày tao thế này thế nọ, rồi làm những cái hành động nó rất ư là phản cảm, mà cứ mở miệng ra là tỏ ra là thượng đẳng. Sống qua bên cái đất nước này mấy chục năm rồi, nhưng mà cái bản chất nó vẫn như vậy, nhưng mà cứ mở miệng ra là đòi là canh tân cho Việt Nam, rồi đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, rồi đòi Việt Nam đa đảng cái kiểu đó tương luôn. Không, đa Việt đảng Nam như cái đa kiểu đảng, mấy ông đa đảng mà cái kiểu như mấy ông đó là Việt Nam không phát triển như bây giờ, và các nhà đầu tư rõ ràng vào Việt Nam lúc đó là họ sẽ không bao giờ đầu tư vào Việt Nam nữa, tại vì người ta làm ăn, người ta muốn bỏ đồng tiền ra, người ta kiếm lời á, thì ta phải tìm một cái chỗ nào đó ổn định, cái chỗ ổn định nè, rồi cái môi trường tốt nè, nhân công rẻ nè, có trình độ nè, rồi nhất quan trọng nhất là cái chính trị phải ổn định, không có sự thay đổi bất ngờ nào đó. Cho nên là cái Việt Nam là cái sự lựa chọn tốt nhất mà hiện tại bây giờ các nhà đầu tư, kể cả EU nè, Nhật bây giờ qua rất đông, Nhật, Hàn Quốc qua rất đông, Hà Lan cũng hôm vừa rồi mình cũng chở một cái bà ở Hà Lan, bà sản xuất cái lót giày ấy, đi xuống Bình Dương memory form á, cái mang cho nó, bỏ vô giày nó cho nó êm chinh, đúng rồi, cái đó, treo này cái treo họ đang chuyển nhà máy về Việt Nam hết. Tất nhiên là khi Việt Nam cái chính trị ổn định, họ nhìn thấy cái người Việt Nam, người ta hiền hòa, siêng năng là họ thích. Thì các bạn cứ thấy đi, bây giờ ở Thái Lan nó đang tùm lum, đúng không? Indo cũng đang tùm lum, và Campuchia, Lào thì là những cái nước đó thì nó cái sự phát triển của nó rất chậm, tại vì cái người Campuchia và người Lào á, họ sống an phận thủ thường, họ quen rồi, họ không muốn thay đổi cuộc sống của họ đó.
Còn Việt Nam thì đất nước người dân người ta rất năng động các bạn ạ. Nhưng giống như mình đồng ý. Cái trình độ của mình mới lớp 9 thôi, nhưng mà mình trong cái môi trường làm việc của mình mới đó mình mới suy nghĩ ra những cái vấn đề. Ví dụ như nhà đầu tư người ta qua thì người ta cần cái gì? Thứ nhất là cần xe, thứ hai là cần cái chỗ ở. Nếu mà mình kiếm được cho họ là cái nhà hoặc là cái department nữa, apartment nó rẻ rẻ thì mình có nhà thể học mỗi xong rồi những cái chung cư hoặc là căn hộ nào đó thì mình có thể mình tìm được phù hợp với khả năng trình độ của mình cũng chẳng cần học cao học rộng, chủ yếu là mình năng động và mình biết vận dụng những cái gì mình hiểu biết ngoài đời sống là mình có thể kiếm tiền được. Ở Việt Nam kiếm tiền rất dễ, mình cảm thấy như vậy đó. Ví dụ như thì đúng rồi, mình nghĩ trừ khi bạn ở Việt Nam kiếm tiền thôi. Dễ chỉ, trừ đúng khi rồi. Bạn làm biến thôi. Còn nếu bạn xin bạn chỉ có thể mà có cái xe Honda là bạn đã làm chủ được cái sức lao động của bạn. Ở Việt Nam mà mình không có tham vọng quá thì mình không có nhìn cao quá thì mình vẫn tìm được cái những công việc mà nó mình cũng có thể kiếm ra tiền. Mình làm chủ của bản thân của mình. Ví dụ bạn chạy xe, ví dụ bạn có xe Honda, bạn chạy ra đường, bạn chạy 1-2 cuốc kiếm 300-400 thôi mình cảm thấy đủ, mình về mình nghỉ ngơi. Đó chuyện nói chuyện bình thường ở Việt Nam là như vậy. Chứ không phải là cố gắng là phải kiếm được hôm nay là phải kiếm được 400-500 để dành để mà đóng thuế đóng thiết. Không, Việt Nam mình người dân không có cần lo cái vấn đề đóng thuế. Nhà thì mình có xe mình có, mình chỉ cần đi ra đường là có tiền. Chủ yếu là mình cảm thấy mình hài lòng với cuộc sống của mình như thế nào thôi.